Rồi, mình chào các bạn và ngày hôm nay sẽ giới thiệu các bạn về một cái bộ cảo lọc dầu của Kituni. Thì đối với cái sản phẩm này khá là lớn và nó khá là nhiều cái đầu lọc, cái chén lọc dầu cho các bạn. Cho nên là các bạn thoải mái lựa chọn và các bạn rất là dễ sử dụng trong quá trình chúng ta sử dụng để sửa chữa, bảo trì ô tô trong những cái gara. Thì đây là một cái mã hàng 9AE6030 của Kituni. Thì đối với cái bộ này sẽ có rất nhiều cái chén đi kèm theo bên trong. Toàn bộ cái bộ này là 30 chi tiết. Cho nên các bạn sẽ dễ dàng sử dụng nó, cũng như là chúng nó rất thông dụng với tất cả hầu như các loại xe hiện nay. Thì đây là những cái chén bên trong của một cái bộ cảo lọc dầu và có những nhiều cái size số khác nhau cho các bạn lựa chọn đầy đủ chi tiết. Rất nhiều cái xe sản phẩm cho nên là các bạn có thể là sử dụng cho hầu hết những cái xe hiện tại. Ở đây bên cạnh đó kèm theo là những cái cảo, một cái cảo ba chấu các bạn. Thì đây là một trong những cái chén cảo của cái bộ lọc dầu này. Ở đây là những cái chén. Thì mỗi cái sản phẩm sẽ có nhiều cái quy cách khác nhau, những cái quy cách khác nhau, cho nên là các bạn sử dụng cho nó phù hợp, cho nó đúng với từng cái size, chúng ta sẽ có một cái sự lựa chọn, một cái cách sử dụng tuyệt vời nhất và đúng nhất cho từng cái size của mỗi cái lọc dầu. Ở đây chúng ta nhìn thấy một cái cảo ba chân dẹp của Kituni. Thì đây là một cái cảo có thể các bạn có thể đảo chiều, tháo ra hoặc siết vào, nó sẽ thông dụng cho những cái size thông dụng cho các bạn. Thì ví dụ nó từ 65 cho đến 120mm, các bạn có thể cạo được những cái lọc dầu như vậy. Đó, thì ở đây mình sẽ giới thiệu cho các bạn xem về những cái size ở đây. Ví dụ 73, 14 có là cái đường kính là 73 và là gồm có 14 cạnh. Ở đây mình sẽ ví dụ một cái cụ thể cho các bạn xem. Ở đây là một cái lọc dầu. Thì để các bạn đã xác định được một cái lọc dầu này chúng ta dùng cái chụp cảo nào phù hợp, thì các bạn thứ tiên các bạn sẽ xác định được là cái lọc dầu này có bao nhiêu cạnh. Thì chúng ta sẽ đếm. Ở đây mình sẽ ví dụ cho các bạn, mình đếm ha. Ở đây là một cạnh nè. Đây, mình sẽ dùng bút lông để mình lấy dấu. 2 cạnh, 3 cạnh, 4 cạnh, 5 cạnh, 6 cạnh, 7 cạnh, 8 cạnh, 9 cạnh, 10 cạnh, 11, 12, 13 và cuối cùng là 14 các bạn nhé. Thì các bạn khi các bạn đếm cái cảo lọc dầu này, cái lọc dầu này thì các bạn đếm cho dính sát cái số cạnh. Ở đây là 14 cạnh, mình sẽ ghi chú nó là 14 cạnh để chúng ta có thể tìm ra được cái lọc dầu, cái cảo nào cho nó phù hợp. Rồi sau đó các bạn đo cái đường kính của cái lọc này. Thì các bạn có dần dùng cái thước kẹp cũng được. Ở đây thì bạn đo cái đường kính, ví dụ như là bạn đo cái đường kính là 74 đi, thì 75, thì các bạn sẽ chọn một cái lọc dầu nó sẽ lớn hơn 2 ly, khoảng 2 ly. Ví dụ như 70, bạn đo là 74-75 thì bạn chọn cái là 76 đó. Và chọn một cái 76 và 14 cạnh. Ở đây mình đo cái đường kính và mình chọn một cái lọc dầu là 76mm và 14 cạnh để chúng ta có thể chụp vào cái lọc dầu đó. Ở đây thì chúng ta không thể chọn một cái lọc dầu là 68 được, tại vì nó sẽ nhỏ. Chúng ta sẽ chọn một, không thể nào chọn một cái 76 và 12 cạnh như thế này được. Chúng ta phải chọn một cái là 76 và 14 cạnh thì nó mới phù hợp với cái lọc dầu của chúng ta. Đó, ở đây mình chọn một cái chụp lọc là 76 trên 14, có nghĩa là đường kính 76 và 14 cạnh. Thì đối với cái bộ lọc dầu này là bộ lọc dầu sử dụng cho cái cần siết 1/2 inch. 1/2 inch là các bạn sử dụng cho cần siết có cái đường kính của cái đầu vuông là 12.7mm ha. Thì sau khi bạn chọn xong một cái chén lọc dầu thì các bạn sẽ chụp lại vào cái lọc dầu luôn. Đó, thì như vậy các bạn sẽ sử dụng một cái cần siết. Các bạn có thể sử dụng một cần siết tự động thì nó sẽ hiệu quả nhất, bởi vì cần siết tự động chúng ta có thể dễ dàng thao tác trong một cái góc hẹp. Chúng ta có thể dễ dàng xoay và chúng ta đảo chiều được cái góc quay của cái lọc dầu. Thì ở đây mình sẽ gắn một cái cần siết vào. Thì các bạn có thể chọn cho các bạn một cái cần siết mà có thể chúng ta nhấn cái nút thì chúng ta sẽ đẩy vào bên trong cái lọc dầu luôn, thì thao tác sẽ nhanh hơn so với những cái cần siết mà có cái viên bi mà chúng ta phải đẩy trực tiếp vào thì nó sẽ nặng khi chúng ta rút nó ra. Thì ở đây mình ví dụ là các bạn sử dụng như thế này. Đó, các bạn đẩy vào bên trong là bạn có thể tháo cái lọc dầu ở phía dưới cái phần xe của các bạn thì các thao tác sẽ dễ hơn, tại vì cái chụp này nó chụp gọn vào trong lọc dầu nên các bạn xoay là chắc chắn sẽ ra và không có bị hư hao về cái sản phẩm nhiều.
Ở đây là một cái demo về một cái cách mà chúng ta lắp cái lọc dầu vào và chúng ta gắn cái cần siết vào thì chúng ta sẽ vặn thôi, đúng không các bạn? Thì cũng cái thao tác khá là đơn giản. Bên cạnh đó thì các bạn sẽ nhìn thấy đi kèm theo sản phẩm là một cái bảng như này để cho các bạn chọn về cái thông số của từng cái size lọc dầu để các bạn qua từng cái dòng xe, cho các bạn phù hợp với từng cái dòng xe của các bạn. Thì đi kèm theo là một cái lọc dầu ba chân dẹp thế này. Thì một cái lọc dầu ba chân dẹp này nó sẽ đa năng hơn, bởi vì nó có thể tháo hoặc là siết lại cái lọc dầu của mình có đường kính từ 65 cho đến 120mm. Đó cũng là một sự lựa chọn khá hấp dẫn. Nhưng đối với những cái lọc cảo lọc dầu chân dẹp như thế này và thì nó sẽ không có hiệu quả và nó sẽ thao tác nó sẽ hơi khó khăn hơn cho các bạn một chút xíu, nhưng các bạn làm quen thì sẽ rất là dễ. Ở đây thì đi kèm theo là một cái đầu chuyển từ 3/8 ra 1/2, có nghĩa là cái lọc dầu người ta gắn cho cái giờ cần siết 3/8. Các bạn muốn siết được cái cần siết ở nhà bạn là 1/2 thì các bạn sử dụng một cái đầu chuyển như này và các bạn gắn vào, sau đó các bạn sử dụng một cái cần 1/2 các bạn gắn vào để chúng ta thao tác là rất đơn giản và rất thuận lợi. Đây là một cái cảo lọc dầu chân dẹp ba chân đảo chiều. Các bạn thao tác cũng khá là đơn giản, các bạn sử dụng một cái lọc dầu thế này và các bạn sử dụng một cái cảo, bạn gắn một cái cần siết vào và chụp lại trên cái phần lọc dầu như thế này, sau đó các bạn siết theo chiều hướng mở vào hoặc là các bạn siết các bạn siết mở ra hoặc các bạn siết gắn vào đều được. Thì ba cái chân này sẽ bấu vào bên cạnh hông của ba những cái cạnh của cái lọc dầu, sẽ giúp cho bạn tháo hoặc siết vào cái lọc dầu, đúng không các bạn? Thì sản phẩm này sẽ có nhiều chi tiết và cái thông tin về từng cái chi tiết mình có để ở phía dưới cái phần để ở phần cuối video, thì các bạn khi các bạn xem video các bạn có thể bấm dừng lại để các bạn xem vào những cái chi tiết quy cách của cái sản phẩm này, và hy vọng chúc các bạn thật nhiều sức khỏe. Và đây là một cái bảng thông số về những cái sản phẩm quy cách của cái bộ lọc dầu này, các bạn có thể tham khảo hoặc các bạn có thể truy cập vào website hoặc web.com để các bạn có thể tham khảo thêm chi tiết hơn. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau.